chân tôi đi tới những vùng đất mới lạ nhà, cảm nhận những món quà của thiên nhiên là sự bình yên, là những câu chuyện. Là nguyên khí quốc gia, từ Thừa Thiên Huế, mảnh đất của di sản văn hóa, của lịch sử, của truyền thống hiếu học, xin gửi lời chào đến khán giả cả nước. Minh Trinh ơi, lúc này
này bạn có nhìn thấy những gương mặt của các thầy cô thân yêu, của bạn bè đang dõi theo bạn hay không? Mọi người đã có mặt ở đây từ rất sớm để cổ vũ cho bạn. Và tôi cũng đã học được một câu nói như thế này. Cái thằng bé này nó ăn chí mà nó giỏi rửa hè. Điều đó có nghĩa là bạn thật sự rất xuất sắc đối với chúng tôi. Vì vậy bạn chắc chắn sẽ viết tiếp truyền thống của Quốc học Huế tại đường lên đỉnh Olympia. Tha cô
hân hạnh đồng hành cùng chương trình.